Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Chút kỷ niệm xưa của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và chính tác giả. Phần kỹ thuật và nhạc đệm do Duy Quang phụ trách. Tôi nhớ mãi cuối năm để ngủ, tức là lớp 8. Vừa nghỉ hè được 2 tuần thì bố tôi bảo tôi thu xếp quần áo, nhét vào một chiếc vali nhỏ, chuẩn bị đi với chú tôi. Lần đầu tiên phải xa gia đình, tôi biện diện lắm. Bố tôi bảo, muốn nên người thì đi theo chú mày, ở nhà cứ lêu lỏng với mấy thằng hàng xóm, thi cử đến nơi rồi, làm sao mà đỗ được. Mẹ tôi đứng bên cạnh cũng phụ họa theo. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng con ạ. Lại đấy người ta chỉ bảo cho, phải ngoan ngoãn vâng lời. Ở nhà bố mày đầu tắt mặt tối, có thì giờ đâu mà ngó đến bài vở của mày. Rồi chú tôi mang mobilet đến chở tôi sang khu bàn cờ. Lúc chia tay, mẹ tôi dúi vào túi tôi mấy chục bạc toàn là tiền lẻ và ân cần dặn. Này, chủ nhật có nhớ nhà thì đón xe buýt mà về nhé. Phải chịu khó siêng năng học hành, học giỏi thì muốn gì mẹ cũng mua cho hết đấy. Tôi chớp mắt cố gắng ngăn dòng lệ, leo lên yên sau, quàng tay ôm chặt lấy bụng chú tôi. Chiếc xe gắn máy rú lên, khói phun thành luồng phía sau, đưa hai chú cháu tôi ra con đường lớn, rẽ về hướng chợ Sài Gòn. Tôi không dám quay lại, nhưng biết chắc mẹ tôi đang nhìn theo với ánh mắt tội nghiệp. Ngày ấy chú tôi có một dãy nhà gỗ ngăn làm nhiều phòng cho thuê, mà cư dân phần lớn là người miền Bắc mới di cư vào Nam được 1-2 năm. Họ là những gia đình có chút vốn riêng, không muốn tập trung ở các trại định cư xa thành phố, nhất là không muốn theo sự khuyến khích của chính phủ về các khu dinh điền bám lấy nghề làm ruộng. Họ nán lại Sài Gòn tìm nghề vớ vẩn, đa số là những công việc lao động chân tay. Trong số những người mướn nhà của chú tôi có một nhóm học sinh 4 người rất hiếu học. Họ ở chung căn phòng rộng nhất trên lầu, tất cả đều lớn tuổi hơn tôi. Người thì chuẩn bị thi trung học, người sắp thi tú tài. Chú tôi cho tôi một căn buồng nhỏ ngay bên cạnh để ngày ngày nhìn các đàn anh mà bắt chước. Chú tôi dẫn tôi vào gặp họ, bảo khoanh tay cúi đầu chào, rồi nói: trong gương các anh đây này, phải chăm chỉ như thế mới mong có ngày nở mặt nở mày với thiên hạ. Rồi quay về phía họ, chú tôi ôn tồn bảo: nhờ các anh dạy dỗ nó hộ tôi, hễ nó lười thì cứ thức kẻ mà quất vào đi. Chú tôi đi rồi, anh Long, người lớn tuổi nhất, quăng cho tôi cuốn sách pháp văn, bảo ra ngồi ngoài gốc cây học thuộc lòng bài tập đọc thứ nhất. Tôi ngơ ngác không hiểu gì, vì sinh ngữ đang học là anh văn, nhưng sợ quá không dám có ý kiến. Dưới mắt tôi, anh Long đúng là hình ảnh một thanh niên lý tưởng. Từ cái dáng người tầm thước, khuôn mặt trắng trẻo, nói năng thông suốt và thái độ lúc nào cũng trang nghiêm. Gặp anh lần đầu tôi đã khắc ghi ngay một ấn tượng thật mạnh, và tôi thầm nhủ mai sau lớn lên tôi sẽ bắt chước cái phong thái trí thức và chững chạc của anh, để chú tôi có thể hãnh diện đem khoe thằng cháu với thiên hạ, giống như ông vẫn thường ca ngợi anh Long với tôi từ mấy tháng nay. Tôi ngồi ở gốc cây phượng ngay trước cửa phòng anh Long, thỉnh thoảng liếc mắt trông vào. Ánh nắng gay gắt xuyên qua nhánh lá thưa thớt rọi thẳng xuống đầu tôi. Cuốn sách mở rộng đặt ngay ngắn trên đùi, nhưng tôi không đọc được chữ nào. Mấy con chim sẻ xả xuống, nhảy tung tăng bên cạnh hàng rào. Con chuồn chuồn bay la đà, rồi dừng chân ngay trên nhánh phượng thật thấp, ngay trong tầm tay của tôi. Nhưng tôi đành chịu, không dám chộp bắt. Ngoài đường, những đứa trẻ cùng trang lứa với tôi ồn ào qua lại, rủ nhau trèo cây hái trái bắt tổ chim, hò hét reo cười, khiến tôi càng nôn nao khổ sở. Tôi thấy mình như bị giam lỏng, ngứa ngáy chân tay, tiếc nuối những ngày hè ngắn ngủi vừa qua. Bên trong, anh Long và ba bạn lúc nào cũng cắm đầu hí hoáy viết. Hình như cả ngày không ai nói với nhau lời nào, hoặc chỉ nói những câu rất cần thiết. Họ giống như những vị tu hành trẻ tuổi, giam mình trong khuôn viên tu viện, tịnh khẩu để suy ngẫm cuộc đời mai sau. Mảnh băng làm họ điêu đứng quá, 7 năm trung học phải bước qua 3 cây cầu cay đắng. Bằng trung học đệ nhất cấp, tú tài phần 1
và tú tài phần 2 mà kết quả mỗi kỳ thi thường chỉ được chấm đậu với tỷ lệ trên dưới 10%. Người ta có cảm tưởng bộ giáo dục và các thầy các cô cố tình toa dập với nhau để giảm thiểu nhân tài. Mà điều này có lẽ đúng, bởi lề lối học thi và nhất là cách thức chấm thi khó có thể bảo đảm được sự công bằng giống như tú tài IBM sau này. Những môn khoa học toán hoặc khoa học thực nghiệm thì tương đối còn có tiêu chuẩn rõ rệt bởi bài giải có đáp số cụ thể. Còn những bài luận văn chương, những bài dịch sinh ngữ hoặc những môn khoa học nhân văn đòi thí sinh phải làm luận thì quả thực sự may rủi hầu như không thể nào tránh khỏi. Có những ông thầy suốt đời khắt khe, hà tiện, đặt bút xuống chỉ phê con số 1, số 2 hoặc rộng lượng lắm mới cho thí sinh 5 điểm. Thì thí sinh khó mà đạt được mức trung bình. Có lẽ ngày trước các ông học hành vất vả quá, cho nên bây giờ oán trả ơn đền, trút xuống đầu thế hệ kế tiếp, giống như nàng dâu bị mẹ chồng hành hạ, sau này khi trở thành mẹ chồng thì lại cứ vết xe cũ mà đi. Học trò thủ ấy không ai không biết giai thoại thầy Võ Văn Lúa. Chấm thi lúc nào cũng chỉ cho 1-2 điểm, mà ông có vẻ rất hãnh diện về sự nghiêm khắc của mình. Ông khó quá đến nỗi cái tên riêng của ông dần dần biến thành một hình dung từ đồng nghĩa với chữ xui xẻo hay mạt vận. Chẳng hạn người ta nói đi thi mà gặp ông đó là kể như lúa rồi, hoặc vào vấn đáp mà trúng ông giáo sư y thì là lúa là cái chắc. Cho nên nghĩ cho cùng thì cái câu học tài thi phận cũng phản ánh phần nào sự thật về hệ thống giáo dục thời đó. Và ai đã từng nếm trải những chua chát của đoạn đường lều trắng trông gai thì mới thấy thấm thía hết cái đắng cay của bài mảnh bằng mà ban AVT thường hát trong các buổi đại nhạc hội. Tôi nhìn anh Long và những người bạn tự nhốt mình liên tục trong căn phòng nhỏ kia, đôi lúc cảm thấy vô lý, dù rằng tôi biết chính tôi chỉ nay mai cũng sẽ phải chúi đầu vào sách vở như họ mới hy vọng giật được mảnh bằng vô dụng vào cuối năm đệ tứ. Những ngày kế tiếp tôi làm quen dần với nếp sống mới, bớt thấy cô đơn hơn dù không có gia đình bên cạnh. Giang sơn của tôi vẫn là gốc cây phượng những ngày nắng ấm và mái hiên thấp lè tè gặp những hôm mưa rào đột ngột. Tôi đã rụt rè lấy hết can đảm xin anh Long đổi cho cô cuốn sách, và anh dễ dãi quăng cho tôi cuốn Lang Le Vivant để tập đọc. Anh cũng cho phép tôi thỉnh thoảng được quét dọn nhà cửa cho anh, đồng thời xếp lại những cuốn sáng tạo và văn hóa ngày nay anh dựng trên chiếc kệ gỗ ở đầu giường bên cạnh chồng sách giáo khoa. Cũng có hôm anh sai tôi lấy giấy báo lau những cái chụp đèn bị ám khói, hoặc chạy ra đầu ngõ mua dầu lửa, hay bơm cho anh cái bánh xe đạp bị xì hơi. Làm những công việc vặt vãnh ấy tôi thích lắm, bởi nó cho tôi những giây phút thoải mái hơn là cứ phải cầm cuốn sách tiếng Anh ngồi tù túng ở gốc cây. Tôi cũng bớt sợ anh Long hơn, thậm chí dám len lén mang cuốn Bên Kia Bến Hải của Bộ Thông tin ra ngồi ở gốc cây đọc, theo dõi chuyện đấu tố ở miền Bắc. Về phần anh Long và ba người bạn trong phòng thì ngày này qua ngày khác như những cái máy không một chút thay đổi. Ngay cả những lúc sang nhà bên cạnh ăn cơm, họ cũng đặt cuốn sách trong tầm nhìn để vừa nhai vừa nhẩm bài học. Lúc mệt quá thì họ đứng dậy vươn vai hoặc mang sách lại giường nằm đọc. Cũng có khi anh Long ra sân cúi xuống nâng cặp tạ đúc bằng xi măng, tập vài động tác thể dục cho giãn gân cốt, rồi lại trở vào ngồi xuống vị trí cũ. Khi nào sảng khoái lắm, anh mới đọc to mấy câu thơ trong bài Hàn Nho Phong Vị Phú của Cao Bá Quát, rồi cùng ba người kia bàn bạc vài phút về các điển cố Hán tự tối nghĩa. Buổi tối ăn cơm xong, họ đi bách bộ vài vòng sân rồi lại tiếp tục học. Bốn ngọn đèn dầu khêu lớn đặt trước mặt lôi kéo hàng đàn mối bay lượn chung quanh chết lả tả trên bàn học. Cả phòng im phăng phắc, chỉ nghe tiếng đập mũi chen với tiếng tích tắc của cái đồng hồ tròn hiệu con gà đặt ở đầu bàn. Lâu lâu một người đứng dậy tiến lại góc nhà lấy cái ống bơm mang tới xịt liên hồi xuống gầm bàn để đuổi mũi. Mùi hăng nồng giống như dầu hôi bốc lên khắp nhà, nhưng dường như chẳng giết được con muỗi nào mà chỉ tạo cho một người một cái chút tâm lý yên lòng vì có thuốc muỗi bên cạnh mà thôi. Như một cái máy, cứ đúng 9 giờ anh Long bảo tôi đi ngủ, còn anh và bạn bè ngồi nán lại đến gần nửa đêm
rồi mới kéo nhau ra bờ giếng, múc nước xối ào ào, cười đùa thoải mái. Một ngày nặng nề trôi qua, hình như chỉ có lúc đứng tắm bên nhau, họ mới tạm quên bài vở để chia sẻ những câu chuyện vui ngắn ngủi trước khi lên giường. Mà ngay cả chuyện vui của họ, tôi cũng chẳng thấy có gì đáng gọi là vui. Ở tuổi anh Long, nhiều người đã có đào hoặc sắp lấy vợ, đem chuyện tình kể cho nhau nghe. Riêng anh và ba ông bạn già trước tuổi kia thì chỉ biết đến chữ nghĩa, cho nên nói cái gì đi nữa thì rồi cũng trở lại với bài vở. Đứng tắm với nhau, họ đọc to mấy câu thơ tự do trong báo Sáng Tạo, rồi cùng phá lên cười chế giễu. Tôi nghe anh Long giảng, người ta đã phân biệt hai loại văn là tản văn với vận văn, nghĩa là văn xuôi và văn vần. Văn vần tức là thơ, thơ chỉ hay khi có vần có điệu, muốn chế kiểu nào thì chế, nhưng hễ mà không có vần có điệu thì không thể nào gọi là thơ được. Cả ba người kia đồng ý ngay, theo thói quen của họ từ trước đến nay là chưa bao giờ có ý kiến trái ngược với anh Long. Dãy nhà của chúng tôi hình chữ M, tổng số phòng cho thuê gồm đến hơn 10 căn, tất cả đều hướng mặt vào khoảng sân xi măng khá rộng và xài chung một cái giếng ở cuối sân. Đêm đêm khi anh Long và ba người bạn ra tắm là lúc mà đa số mọi nhà đều đã khép cửa kín mít, không còn ai ra múc nước nữa. Phần lớn họ là dân lao động, cho nên ai cũng tỏ ra nể trọng và dễ dãi đối với những cậu học trò miệt mài đèn sách. Nhóm anh Long có làm ồn một chút cũng chẳng ai nỡ lên tiếng trách. Ngày thi càng gần, anh Long và bạn bè càng thức khuya. Có đêm tôi đã chợp mắt thiếp đi một lúc, giật mình tỉnh dậy vẫn thấy phòng bên cạnh còn sáng và tiếng đập mũi vẫn thỉnh thoảng vọng sang. Tôi rón rén ra đầu nhà đi tiểu, ngang qua phòng anh Long liếc mắt trông vào, nhìn thoáng bốn khuôn mặt đăm chiêu tư lự bên mấy ngọn đèn vặn nhỏ. Tôi chợt mong cho mình chóng lớn để cùng đứng vào hàng ngũ những người siêng năng xách đèn như anh Long. Bà Tư ở gian bên cạnh nấu cơm tháng cho chúng tôi có cô gái 16 tuổi rất xinh đẹp. Ngày hai buổi, bữa trưa bữa tối, tôi thường thấy cô lấm lét nhìn anh Long cảm phục, nhưng tôi chắc cô không dám có cao vọng nâng khăn sửa túi cho anh Long, bởi anh sắp trở thành ông Tú. Cả bà Tư mẹ cô dường như cũng biết con gái mình tuy có chút nhan sắc, nhưng hoàn cảnh mẹ quá con côi, lại thuộc giới bình dân lao động, nên bà chẳng dám khuyến khích con leo trèo quá cao sợ vấp ngã. Thời ấy, phòng thông tin đô thành thường vẫn hay tổ chức những buổi văn nghệ lưu động cho công chúng. Có một đêm họ về diễn gần nhà, cô Chi muốn đi xem nhưng con gái không thể đi một mình. Cô bèn rủ tôi vì cô vẫn coi tôi như đứa em. Thấy tôi có vẻ ngần ngại, cô thay bộ quần áo mới còn nguyên mùi băng phiến, chải tóc gọn ghẽ, sức chút dầu thơm, rồi chạy lên lầu xin phép anh Long hộ tôi. Tôi thấy anh Long và cả ba người bạn cùng ngẩng lên trố mắt nhìn cô, vì lần đầu tiên thấy cô khác hẳn mọi ngày, không còn cái hình ảnh lam lũ như khi múc nước ở bờ giếng hoặc từ bếp bưng mâm cơm đặt lên bàn mời họ ăn. Cô bé lọ lem hôm nay đã biến dạng để trở thành một thiếu nữ mỹ miều, đem chút màu hồng đến cho bốn chàng thư sinh suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Cô đứng ở cửa, hai bàn tay đan vào nhau, gật đầu chào mọi người. Tôi cứ tưởng một mình xuất hiện trước bốn người đàn ông cô phải lúng túng lắm, nhưng không ngờ cô rất tự nhiên. Cô nhìn anh Long nhã nhặn lên tiếng, em lên xin phép các anh cho Tòng nó đi xem văn nghệ tối nay với em. Anh Long đẩy ghế đứng dậy tiến lại gần cô và tươi cười hỏi lại, tối nay có văn nghệ à? Vậy mà chúng tôi chả biết gì cả, ở đâu vậy cô? Tôi đoán là anh Long chỉ làm bộ, bởi vì suốt buổi chiều xe phóng thanh của phòng thông tin đã chạy tới chạy lui hô hào đồng bào, kéo theo cả lũ con nít trong xóm hò hét phụ họa. Không lẽ anh chăm học quá đến nỗi không nghe thấy? Cô Chi lễ phép đáp, thưa ở ngoài trường học ạ. Anh Long chăm chú nhìn cô rồi quay sang nhìn tôi và gật đầu nói, vâng, cô cho Tòng nó đi đi, đi với cô thì chúng tôi an tâm lắm. Một người bạn của anh Long đang hí hoáy viết thấy vui câu chuyện cũng quăng cây bút xuống bàn và tinh nghịch hỏi, sao cô không rủ anh em chúng tôi mà lại chỉ rủ có mình thằng Tòng? Trước câu hỏi chọc ghẹo ấy, cô Chi không hề nao núng, cô điềm tĩnh đáp, dạ em thấy các anh bận học nên em không có dám làm phiền,
Thôi em xin phép các anh ạ. Dứt lời, cô kéo tay tôi xuống lầu. Tới chân thang tôi quay lại ngước mắt trông lên, thấy anh Long vẫn còn đứng nhìn theo cô Chi. Cái nhìn không hẳn là ngây ngất mà chỉ vì ngạc nhiên. Tôi ra giếng múc nước rửa mặt rồi vào phòng thay quần áo dài và sơ mi trắng. Ngoài đường từng cụm người vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Đêm văn nghệ hoặc chiếu bóng công cộng bao giờ cũng là một biến cố lớn, xóa tan cái bề mặt bình lặng quanh năm của khu xóm. Cô Chi đứng chờ tôi ở cửa phòng, ánh mắt vẫn còn chan hòa niềm vui. Có lẽ vì lần đầu tiên được đám anh Long dành cho sự chú ý trong mấy phút vừa qua. Chúng tôi bước ra đường nhập bọn cùng đoàn người đang ồn ào thả bộ về phía sân trường tiểu học. Dọc đường cô hỏi thăm tôi khá nhiều về anh Long. Tôi ngu quá cứ hết lời tán tụng anh, đưa anh lên quá cao, nhấn mạnh mãi là anh học rất giỏi, mai sau thể nào cũng thành ông nọ ông kia. Trong cái xã hội còn nặng tính giai cấp thủ ấy, việc tôi tâng bốc anh Long càng làm cô thêm mặc cảm. Thấy rõ khoảng cách giữa anh và cô quá lớn, khó có thể tiến đến với nhau được. Tôi thấy mắt cô buồn thiu và lâu lâu lại thở dài. Mãi đến khi chúng tôi đứng lẫn vào dòng khán giả đông nghẹt trên sân cát, nghe hát và xem ảo thuật, tôi mới lại thấy cô vui, cười khanh khách từng chập và thậm chí hát theo vài bài ca quen thuộc trên sân khấu. Mấy gã thanh niên lượn tới lượn lui buông lời chọc ghẹo, cô làm như không nghe thấy. Có gã bạo dạn tới vỗ vai tôi và hỏi: "Ê nhỏ, chị mày tên gì vậy?" Tôi thấy mặt gã hung tợn quá nên lúng túng không dám trả lời, chỉ đưa mắt nhìn cô. Cô vội kéo tay tôi và khẽ nói: "Thôi về em, xem vậy đủ rồi, chắc chỉ còn vở kịch nữa là hết. Chị cứ hứa với anh Long là đưa em về sớm." Tôi hơi tiếc rẻ nhưng đành theo cô lách đám đông ra phía cổng trường. Trong câu chuyện dọc đường tôi tình cờ nhắc đến anh Long, nhưng cô nói lảng ngay sang chuyện khác, bình phẩm về buổi văn nghệ vừa rồi. Tôi biết từ lâu cô vẫn chú ý đến anh Long một cách sâu đậm vì cô hay gợi hỏi tôi, nhưng tôi chưa bao giờ tiết lộ với anh Long điều đó. Bởi dưới mắt tôi ngày ấy, anh Long đứng ở nấc thang quá cao, cô Chi không thể nào với tới được. Tối nay có lẽ cô cũng bắt đầu nhận ra điều ấy, cho nên kể từ sau đêm văn nghệ, cô bỏ cuộc hẳn, không nhắc đến anh Long lần nào nữa. Mà cô quyết định như vậy cũng phải, bởi tôi biết anh Long không quan tâm đến cô. Nói đúng hơn, anh chưa để ý đến chuyện tình cảm. Ở tuổi 18, mảnh bằng tú tài toàn phần đang là cái đích to lớn che lấp hết mọi mơ ước khác của anh. Trong số những gia đình thuê nhà của chúng tôi, đâu phải chỉ có mình bà Tư có con gái đang ở tuổi dậy thì. Ở căn hộ đầu tiên có cô Dung học đệ tứ trường Gia Long, nghĩa là hơn tôi một lớp. Mỗi lần đi học hay đi lễ nhà thờ, cô thường mặc áo dài trắng trông rất đài cát. Tuy không thân với cô nhưng lâu lâu tôi cũng có sang mượn sách toán của cô, và cô cũng hay hỏi thăm tôi về anh Long. Có lần cô trao cho tôi cái phong thư nhỏ màu trắng và bảo: "Này Tòng, đưa dùm tôi cái này cho anh Long nhé." Tôi nắn cái phong bì thấy cộm cộm trong đó liền hỏi một câu ngớ ngẩn: "Chị viết gì cho anh Long vậy? Thư tình hả?" Cô mỉm cười chớp mắt đáp: "Đừng có tò mò, cứ đưa đi. Nhưng mà đừng đưa trước mặt mấy anh kia nhé. Đưa riêng cho anh Long thôi, chờ khi nào tiện thì đưa. Này, mà cấm không được nói cho ai biết đấy." Tôi gật đầu gấp lại và nhét vào túi áo, trở về gốc cây phượng ngồi học bài. Đến giờ ăn trưa tôi thấy anh Long một mình ra sân trước, đứng vươn cánh tay làm vài động tác thể dục. Tôi chạy lại trao thư cho anh theo đúng lời dặn của cô Dung. Giữa cô Dung và cô Chi, dĩ nhiên tôi vẫn đánh giá cô Dung cao hơn nhiều, bởi cái lối giáo dục hẹp hòi của xã hội ngày ấy đã nhồi vào đầu tôi ngay từ thuở mới lớn, cái ý nghĩ luôn luôn phải trọng những người có học. Ấy vậy mà anh Long cũng chẳng chú ý. Cô Dung học trò sáng giá như thế anh còn không quan tâm, thì huống chi là cô Chi nấu cơm tháng, ngày ngày lem luốc than cho trong bếp. Việc cô Chi buông rơi anh Long xem chừng có ảnh hưởng đến quyền lợi của tôi khá nhiều, là bởi vì bấy lâu nay cô hay mua quà cho tôi, dùng tôi làm nhịp cầu kết nối. Bây giờ cô không cần anh Long nữa thì tội gì tốn tiền cho tôi. Tôi nhớ lúc bấy giờ trong khu xóm có một thanh niên mù bán bánh bông lan. Cứ hai ngày một lần anh ta khua gậy bước vào cổng đeo cái hộp sắt hình chữ nhật trước ngực. Cái hộp lớn hơn cuốn vở đó, ba mặt sắt bịt kín, một mặt gắn kín khoe ra những cái bánh vàng ngậy to bằng quả trứng gà. Anh ta bước vào giữa sân và bắt đầu cất tiếng hát. Anh chỉ hát có một bài duy nhất nhưng giọng trong vút và rất cao.
Có những chiều thu vương nắng cuối thôn, tiếng tiêu ai vọng đến thiết tha buồn. Cô lái đò đôi má hồng ước mơ, đón anh về ghi chép nốt vần thơ. Chấm dứt bài ca lãng mạn nhẹ nhàng đó, anh bắt đầu mời mọi người mua bánh. Khách hàng trung thành nhất của anh bao giờ cũng là cô Chi, con gái bà Tư. Cô luôn luôn mua một đồng hai cái, tặng tôi một và giữ một cái cho mẹ cô. Lúc đầu tôi chẳng hiểu vì sao cô lại tốt với tôi. Về sau mới hiểu, cô chỉ cần tôi làm trung gian để cô quen anh Long mà thôi. Bây giờ cô ngưng theo đuổi anh Long, cô cũng ngưng luôn không mua bánh cho tôi nữa. Một hôm anh Long đạp xe chở tôi ra phố, khúc đường Lê Văn Duyệt, trước cửa Tư Thục Trường Sơn, nằm giữa đường Hồng Thập Tự và Trần Quý Cáp, có những hàng sách cũ bày la liệt trên lề. Sách ở đó vốn giá rẻ lại có thể kỳ kèo bớt một thêm hai, cho nên dân học thi thường lai vãng đến chọn lựa. Một cuốn sách chuyển tay không biết bao nhiêu đời, một người mua về học xong đem bán đi, kẻ khác lại cũng làm như thế, cho nên cuốn nào cũng sờn nát, thậm chí nhiều khi mất cả vài trang. Học trò Việt Nam vốn nghèo, gia đình đông đúc mà nhà cửa lại chật chội, chẳng mấy ai nghĩ đến việc lập tủ sách lưu trữ, bởi nó không phải là một nhu cầu cụ thể như gạo, than, mắm, muối. Sách dùng xong là bán đi luôn cho tiện, nhất là sau khi thi đậu, cần tiền làm một chầu cine, một bữa cơm tây ăn mừng. Anh Long chở tôi tới quầy sách, bắt tôi đứng giữ xe đạp để anh rảnh rang lựa chọn. Anh nhoài người lục chồng sách cũ, tôi đứng sớ rớ một lúc rồi cũng mon men đến gần, rón rén chộp một cuốn Cine Revue mở ra xem hình tài tử. Dưới mắt tôi lúc đó, thế gian này chỉ có mỗi Brigitte Bardot là nữ tài tử duy nhất mà tuổi 13 của tôi đã biết thầm yêu trộm nhớ. Nhưng tiếc thay, tờ Cine Revue tôi đang cầm trên tay không có hình cô đào thần tượng ấy, mà chỉ toàn thấy những ông cao bồi như John Wayne, James Coburn và Gregory Peck. Cái hãng Consonam độc quyền nhập cảng phim vào Việt Nam, bất kể từ nước nào cũng được chuyển âm sang tiếng Pháp trước khi trình chiếu tại rạp. Thành thử tài tử nào tôi cũng tưởng họ là người Pháp. Thậm chí khi đi xem phim Le Pont de la Rivière Quai và Les Canons de Navarone, tôi cứ phục lăng nền điện ảnh của mấy ông Tây. Về sau lớn lên mới biết nghệ thuật thứ bảy của Pháp chẳng thấm vào đâu so với Mỹ. Anh Long tìm được cuốn luận đề về Cao Bá Quát, mở vài trang lẩm nhẩm đọc rồi quay sang mắng tôi. Con bé không được xem sách đó. Anh giằng tờ điện ảnh trên tay tôi trước khi trả lại cho chủ. Chính anh cũng mở ra lật nhanh vài trang, ngắm hình tài tử trong đó. Tôi tiếc hồi hồi, chỉ mong cho mình chóng lớn để được đi xem những cuốn phim cấm trẻ em dưới 18. Mặc dầu bây giờ nghĩ lại thì thấy rõ những cuốn phim ấy cũng chẳng có gì đáng cầm. Sở kiểm duyệt của Tổng thống Diệm khắt khe quá. Đàn bà mặc áo tắm in lên báo chí hoặc xuất hiện trên màn ảnh là kể như vi phạm thuần phong mỹ tục rồi. Anh Long trả tiền sách, toan leo lên xe đạp, bỗng đổi ý ghé lại xe nước mía gần đó gọi hai ly. Người bán hàng đang ngồi ngáp vội đứng dậy lấy dao róc mía. Tức thì đàn ruồi bay tung lên trần vờn lượn qua lượn lại trước mặt anh Long và tôi dưới nắng chiều gay gắt. Tiếng máy nghiến kêu ken két ép hai ba lần mới nhỏ đầy hai ly. Người bán hàng vắt thêm miếng chanh nhỏ rồi bưng cốc nước mía trao cho tôi. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đầu, vừa đuổi ruồi vừa uống. Anh Long đứng bên cạnh cầm ly nước nhưng không uống vội, đưa mắt nhìn sâu vào trong trường. Ở đó thấp thoáng vài cô nữ sinh đi qua đi lại bên hành lang. Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, chỉ có những lớp luyện thi mở cửa. Tôi vừa nốc cạn ly nước mía thì bỗng chú ý tới một thanh niên cỡ tuổi anh Long vừa từ dạp Nam Quang chui ra, dụi mắt nhìn quanh rồi hớn hở tiến lại vỗ vai anh Long. Ê, lâu quá không gặp mày. Anh Long đặt vội ly nước mía xuống vui vẻ bắt tay người bạn cũ. Tôi ngồi im lắng nghe hai người đối thoại. Qua câu chuyện hàn huyên, tôi được biết người bạn anh Long tên là Đường, trước ở chung với anh tại trại học sinh Phú Thọ. Ngày mới di cư vào Nam, chính phủ lập trại học sinh này dành cho những thanh thiếu niên mồ côi hoặc không mồ côi như cha mẹ muốn gửi vào đó như một hình thức nội trú. Phong trào thể dục thể thao thời đó được chế độ hết sức khuyến khích, cho nên ngoài việc học, thanh niên trong trại đua nhau tập tạ đá bóng,
và võ thuật, có người trở thành lực sĩ hoặc võ sĩ. Cũng có một thiểu số nửa nạc nửa mỡ chỉ biến thành du đãng. Riêng Đường ngay từ những ngày đầu đã theo đuổi môn quyền anh và được xếp vào loại võ sĩ hạng ruồi xếp theo sức nặng. Rồi trại học sinh giải tán, những người trẻ tuổi ấy lưu lạc khắp nơi, hòa nhập vào xã hội. Có kẻ chỉ sống lang thang qua ngày, nhưng cũng lắm người thành công trong nhiều lĩnh vực, nhất là những năm sau này khi cuộc chiến lan rộng, đòi hỏi nhiều đóng góp của thế hệ thanh niên cho quân đội. Đường không có người thân, ra khỏi trại anh rất bơ vơ. Nghề bác sơ vốn không khá bởi xã hội Việt Nam trọng văn khinh võ. Muốn có việc phải cần mảnh bằng văn hóa làm chuẩn, huống chi Đường lại nghèo. Bữa ăn có bữa không, tập đánh bốc đúng là chọn lầm nghề, có thể làm anh suy nhược vì thiếu dinh dưỡng. Đường lại không có chỗ ở nhất định, thường phải ngủ nhờ nhà bạn bè, mà nhà cửa ở Sài Gòn 9/10 là chật chội, chẳng ai có thể chứa Đường được lâu. Một lần vì cần tiền, Đường thượng đài quyết đấu với một võ sĩ người Miên, bị hạ đo ván ngay hiệp đầu. Anh dán đứng dậy đánh tiếp, sang hiệp thứ hai lại bị đấm gục, và lần này anh nằm thẳng cẳng. Từ đó anh bị ù hẳn một bên tai, nói chuyện luôn luôn lớn tiếng. Anh miễn cưỡng làm huấn luyện viên cho một võ đường mà lòng không vui, bởi nghề này không có tương lai, học viên càng ngày càng thưa thớt. Anh muốn quay lại con đường học vấn, thi bằng trung học để nhất cấp, để xin vào sư phạm tiểu học. Kể xong câu chuyện đời mình, Đường buồn rầu cúi xuống, di di mũi giày ba ta trên lề đường. Anh Long gọi ly nước mía cho Đường, nhân tiện cho tôi thêm một ly nữa. Đường bùi ngùi hỏi, tao nghe nói mày thi một khóa đậu liền phải không? Anh Long gật đầu, thì cũng may, trúng bài tủ, bây giờ tao đang gạo tú tài toàn phần ban A. Tôi thấy nét mặt Đường vốn đã buồn lại càng thảm não hơn. Anh thở mạnh và than, chả bù cho tao 2 năm 4 khóa vẫn rớt. Im lặng một chút, Đường hỏi cho có chuyện, mày giỏi toán sao mày không đi ban B? Anh Long tự tin, tại vì tao định sau này học dược. Anh nói ra điều ấy khiến chính tôi cũng hơi ngạc nhiên. Tôi biết môn nào anh cũng giỏi cả, và vì vậy anh vẫn lưỡng lự khi chọn cho mình một ngành chuyên môn mai sau ở bậc đại học. Trong những bữa ăn, tôi thường nghe anh nói với bạn bè là anh thích sư phạm, ban văn chương hoặc sư ngữ. Rồi có lúc anh lại đổi ý đòi học bác sĩ hoặc luật sư. Hôm nay lần đầu tiên tôi thấy anh bảo anh định học dược, chả hiểu thực lòng anh muốn cái gì. Dĩ nhiên vào thời của anh, tổng số sinh viên của cả Sài Gòn còn rất ít, lại chưa bị chi phối bởi luật động viên, cho nên ngay cả những đại học chuyên nghiệp cũng thu nhận sinh viên một cách dễ dàng, chỉ cần ghi danh chứ chưa phải thi tuyển như sau này. Anh Long nhìn Đường ái ngại, mày còn đánh box không? Tao nghe nói đánh nhiều quá làm giảm trí nhớ. Hỏi mày chứ đấm bình bịch và mang tay chịu sao nổi. Đường lắc đầu phân trần, chẳng phải chỉ tại tao không có chỗ ngồi học, ở nhà thằng nào cũng chỉ được vài ngày là chúng nó đuổi đi. Anh Long lại hỏi, thế bây giờ mày học trường nào? Đường đáp, tự học thôi, nhưng tao có ghi cua luyện thi ở bên Tân Định. Tôi uống cạn ly nước mía thứ hai rồi chăm chú nhìn Đường. Anh mặc chiếc sơ mi trắng đục bó sát thân mình, hằn lên những bắp thịt ở ngực và hai cánh tay. Mặt anh sương sương và đôi mắt mệt mỏi như người thiếu ngủ kinh niên. Anh Long trả tiền nước rồi hỏi Đường, thế lúc này mày ở đâu? Đường chán nản đáp, ban ngày thì đi lang thang chui vào vườn tao đàn ở bờ giờ hát, tao mới ngủ được một giấc trong dặm năm qua. Tối thì ngủ nhờ, gặp đâu nằm đó. Có hôm tao nằm ngoài ga xe lửa, tao hỏi mày học thế chó nào được, chỗ ở không có. Tôi bỗng thấy xúc động mạnh vì câu nói của Đường. Lúc này miền Nam còn thanh bình, Việt Cộng chưa hoạt động mạnh, chế độ quân dịch chưa khắt khe, nên vấn đề xét sổ gia đình dĩ nhiên cũng chưa chặt chẽ. Chứ nếu như sau này thì chắc chắn Đường đã bị mổ bót liên tục. Anh Long xem chừng cũng tội nghiệp Đường, nhưng chả biết làm sao. Anh nói bâng quơ, tao thuê cái gác, bốn đứa ở chung. Mày còn nhớ thằng Khoa không? Khoa áp Monica ở trại học sinh ngày trước, bây giờ đang ở với tao, với hai thằng nữa. Nó cũng đang luyện thi ban B. Đường bồi hồi kêu lên, thằng ấy mà cũng sắp thi tú tài à?
Tao nhớ ngày trước nó chuyên môn bị bắt nạt, đi đâu cũng phải nhờ tao đi theo, không chúng nó đánh chết. Rồi Đường nhìn anh Long ngẫm nghĩ một lúc và khẩn khoản nói: còn chỗ nào cho tao không? Tao chỉ cần một chỗ ngồi học thôi. Ngủ thì tao nằm gầm giường cũng được, hoặc ra hè nằm cũng được. Thi xong đậu hay rớt tao cũng đi. Nói thật, ở với mày tao mới học được. Cái gì tao không biết thì mày dạy tao. Anh Long nhăn mặt đáp: tao thì tao không có ngại, nhưng mà sợ mấy thằng kia không bằng lòng. Chật lắm rồi, có mỗi một cái buồng mà kê đến 4 cái giường với một cái bàn dài. Đường xoa cằm buồn bã. Tôi đứng dậy bước lại gốc me, dựng chiếc xe đạp của anh Long lên vì một người mua sách vừa vô ý làm đổ. Anh Long nhìn tôi sực nhớ ra, sáng mắt bảo Đường: chúng tao thuê nhà của sự cụ của ông chú thằng này này. Hay là... Anh Long ngoắc tôi lại và dụ dỗ: em ở một mình chắc cũng buồn, em cho anh Đường ở chung với em được không? Thâm tâm tôi rất thương hại hoàn cảnh của Đường, lại cũng chưa bao giờ dám trái lời anh Long. Từ trước đến nay anh nói gì tôi cũng coi là mệnh lệnh. Nhưng hôm nay thì tôi phân vân lắm. Tôi sợ chú tôi ghé thăm bất ngờ gặp người lạ trong nhà thì nguy cho tôi. Ông rất khó tính, lại chắc chưa tiền bạc. Nể bố tôi lắm, ông mới dành riêng cho tôi một phòng, coi như chịu thiệt mỗi tháng gần 500 bạc. Thời ấy một tân binh quân dịch mỗi tháng chỉ lãnh lương có hơn 600. Cho nên sự hy sinh của chú tôi kể ra cũng là một món nợ khá lớn mà tôi phải ghi nhớ. Tôi dè dặt nhìn Đường: chắc không được đâu, chú em mà biết thì chết. Đường khom người xuống, chống hai bàn tay lên đầu gối năn nỉ tôi: không sao đâu em, anh chẳng có đồ đạc gì cả. Anh sẽ ngồi đất lấy cái giường của em làm bàn học. Ban đêm em cứ ngủ trên giường, anh trải chiếu nằm dưới đất. Tôi vẫn lắc đầu: nhớ chú em đến gặp anh đang ngồi học thì sao? Không được đâu. Anh Long nhanh miệng chen vào: thì cứ nói là anh Đường ở bên hàng xóm chạy sang dạy cho em học. Đừng lo, thỉnh thoảng anh Đường sẽ dắt em đi xem phim Ấn Độ. Tôi chớp mắt đứng im, thấy tôi có vẻ siêu lòng. Anh Long xoa đầu tôi và bồi tiếp: có gì anh nói hộ cho, cứ bảo là anh Đường là bạn thân của anh. Đến nước này thì tôi đành phải gật đầu. Đường mừng quá, ánh mắt sáng lên một niềm vui rực rỡ. Anh nhìn quanh rồi chạy vụt lại trước cửa rạp Nam Quang mua cho tôi một nắm kẹo. Tôi thấy anh Long nghiêm mặt bảo Đường: chỗ bạn bè tao nói thật, hễ thi rớt một lần thì lần sau lại rất dễ rớt. Tao biết tại sao. Tao có hỏi thằng Tông, nó nói với tao như thế này này: nó cũng giống như mày, rớt trung học 4 keo rồi. Là bởi vì cái lúc học ôn, mở bài nào ra nó cũng thấy là đã học rồi, cho nên chỉ đọc lướt qua rồi bỏ luôn, không đọc lại nữa. Mặc dù thực sự ra thì chưa có bài nào nó thuộc hẳn. Mày nên quên hết tất cả những khóa thi trước, coi như học lại từ đầu. Bài nào cũng học cẩn thận như là bài mới. Chỗ bạn bè tao nói thật thì như vậy thì mày mới có thể đậu được. Đường cảm động gật đầu. Anh bảo chúng tôi đứng chờ để anh đi lấy xe đạp, rồi theo anh Long với tôi về nhà. Từ đó Đường dọn vào sống chung với tôi. Tài sản của Đường đúng như anh Long nói, chỉ có cái giường nhỏ đựng ít quần áo, sách vở và đôi găng đánh bốc. Mỗi tuần 2 buổi anh đi dạy võ, bao nhiêu thì giờ còn lại dồn hết vào việc học. Tiền lương ở võ đường rẻ sẻn lắm mới đủ ăn. Những ngày cuối tháng anh thường nhịn luôn từ sáng đến chiều, bữa tối thì chỉ là khúc bánh mì hoặc dăm củ khoai luộc. 3 ngày đầu tháng, Đường phải mang cái dương sang gửi bên anh Long, rồi trốn đi từ sáng đến khuya, vì đó là khoảng thời gian mà chú tôi thường ghé qua thu tiền nhà của người mướn. Nhìn anh Long và bạn bè ở phòng bên cạnh chú đầu vào sách vở, tôi đã hết sức cảm phục. Mà thấy Đường ngồi học, thật sự lại còn đáng nể hơn. Anh kê 2 cục gạch trên nền đất làm ghế, còn bàn viết là chiếc giường của tôi. Căn phòng lúc nào cũng mờ tối, là chỗ tung hoành của từng đàn muỗi đói cả ngày lẫn đêm. Buổi sáng thức dậy, đánh răng rửa mặt và điểm tâm bằng gói xôi lạc xong, tôi ôm sách ra gốc cây phượng ngồi học. Chẳng phải vì muốn nhường hẳn cho Đường sự yên tĩnh trong phòng, mà vì muốn tránh những tiếng vo ve rất khó chịu của đàn muỗi đói. Đường thì ngồi lì trong đó, bất đắc dĩ mới ra ngoài vì không muốn hàng xóm chú ý đến sự hiện diện của anh, sợ làm liên lụy đến tôi.
Buổi tối khi tôi căng mồm ngủ, Đường mới mang sách vở sang phòng anh Long, ngồi ké một phạm vi thật nhỏ, im lặng học bài. Anh không muốn làm tôi thức giấc, đồng thời cũng để tiết kiệm dầu lửa. Thường nhật anh rất ít nói, mặt mũi lúc nào cũng đăm chiêu. Có lần tôi tò mò hỏi: "Bố mẹ anh đâu anh Được?" Anh nhìn tôi mấy giây tỏ vẻ ngạc nhiên về câu hỏi của tôi rồi vắng tắt trả lời: "Cái dạo di cư vào Nam, đường từ làng lên tỉnh bị Việt Minh chặn xét, rất là khó đi lại. Thành thử bố anh mới gửi anh cho một ông bạn, bảo đem anh đi trước, hẹn sẽ gặp nhau ở Hà Nội. Anh chờ mãi chẳng thấy, đành phải xuống tàu vào Nam chung với gia đình người bạn của bố anh. Vào đến đây ông ấy đưa anh vào trại học sinh." Tôi chố mắt hỏi thêm một câu thừa thãi: "Như thế tức là cả nhà anh không ai vào Nam à?" Anh gật đầu rồi nói lảng sang chuyện khác. Và cũng giống như mọi lần, anh luôn luôn kết thúc câu chuyện bằng lời khuyên tôi nên chăm học. Có lúc anh vỗ bồm bộp lên trán và than: "Đầu anh, óc anh lúc này nó làm sao ấy, học mãi không có nhớ, nhất là môn sử địa." Những lúc mệt mỏi quá, anh thường leo lên giường, nằm ngửa nhìn lên trần, cuốn sách úp trên ngực, thỉnh thoảng nâng lên đọc một trang. Cũng có khi anh bất ngờ nổi hứng, bàn với tôi về dự tính tương lai, coi tôi như một người cùng lứa tuổi. Tôi biết anh mơ làm giáo viên tiểu học, mà muốn vào sư phạm tiểu học thì tiên quyết anh phải có bằng trung học đệ nhất cấp. Nếu mai sau người đời gọi anh là ông giáo, thì anh coi như đã đạt được giấc mộng văn võ song toàn. Một hôm Đường đi dạy võ về, mặt mũi rất ưu tư. Tôi thấy anh vào phòng quăng cái túi vải đựng đôi găng tay rồi bước ra hè đứng trầm ngâm nhìn ra bờ giếng. Tôi chạy lại hỏi thăm, anh chỉ gượng cười rồi lắc đầu. Một lúc sau Đường sang phòng anh Long, ngồi đến nửa giờ mới trở về buồng lấy sách ra đọc. Tôi đoán Đường có chuyện lo nghĩ nhưng ngại không dám hỏi. Sau bữa ăn tối tôi ra sân chơi, thấy anh Long bưng cốc nước trà qua buồng tôi. Ngạc nhiên tôi chạy vào xem thì thấy anh ngồi ở đầu giường nói với Đường bằng giọng hơi gay gắt: "Lần trước mày đã bị cái thằng võ sĩ Miên nó hạ đo ván làm điếc hẳn một bên tai, bây giờ lại còn định lên đài đấu với Thái Lan để nó đấm cho mày điếc luôn hay sao? Vẫn biết là mày cần tiền, tao cũng nghèo như mày chứ có hơn gì. Chính mày nói với tao là mày thi rớt bao nhiêu khóa cũng chỉ vì đánh bốc. Bây giờ mày còn đánh nữa hay sao? Tao nói thật, dẹp ngay vụ đấu võ, đừng nghĩ đến nữa." Đường ngồi im không nói gì. Tôi ái ngại nhìn anh. Tôi hiểu anh đang phân vân muốn trở lại đấu trường, chẳng phải vì yêu thể thao, mà chỉ vì cần tiền, đành phải cố đấm ăn xôi. Anh Long thuyết phục thêm một hồi nữa rồi trở lại phòng. Đường ngẩng lên thấy tôi, gượng cười phân trần: "Tổng cục quyền thuật đón mấy cái thằng Thái Lan sang đây để chúng nó hoanh hoang tự đắc quá, làm anh ngứa mắt, muốn cho chúng nó một bài học mà bạn bè ai cũng cản." Tôi không có ý kiến gì, chỉ thầm nghĩ trong bụng, chẳng biết ai sẽ dạy ai một bài học. Tôi cũng đoán như anh Long, chẳng phải vì ngứa mắt hay tự ái mà Đường đòi thượng đài, chỉ vì anh cần tiền mà thôi. Dưới mắt tôi dĩ nhiên Đường là một thanh niên to khỏe lực lưỡng, nhưng anh ăn không đủ no, lại chẳng thích tập dượt bao giờ, làm sao chịu nổi một hiệp đầu trên võ đài. Tôi lo cho Đường sẽ gặp nạn sinh nghề tử nghiệp, nhưng rất may là lần đó Đường nể lời anh Long, bỏ ý định ghi tên thi đấu. Xa nhà được 2 tháng, một hôm tôi đón xe buýt về thăm gia đình, nhân tiện xin tiền mua thêm mấy cuốn sách toán chuẩn bị cho niên học tới. Xế chiều tôi trở lại căn nhà thuê, đẩy cửa bước vào, giật mình thấy Đường đang ngồi nói chuyện với cô Chi, con gái bà Tư nấu cơm tháng. Cô Chi hoảng hốt đứng bật dậy, chố mắt nhìn tôi lo lắng. Tôi cũng đứng lặng mấy giây ngay trước cửa rồi mới định thần cúi đầu chào cô. Đối với thời gian bấy giờ, nam nữ thọ thọ bất thân, trai gái hẹn hò ở một chỗ kín đáo như thế này là coi như đã thất tiết rồi, chẳng cần phải lên giường nằm ôm nhau. Tôi bước vào, cố làm ra vẻ thản nhiên, nhưng không dám nhìn mặt Đường sợ anh ngượng. Cô Chi nhanh trí lên tiếng: Chị sang hỏi xem anh Đường có ăn cơm tháng như mấy anh kia không, thì chị nấu luôn thể đó mà. Giọng nói cô mất hẳn sự liến thoáng và tự nhiên thường ngày. Tôi hững hờ nói: Thế à? Mặc dầu trong lòng hoàn toàn không tin. Hỏi ăn cơm thì đứng ngoài cửa hỏi được rồi, việc gì phải vào hẳn trong phòng của tôi. Nhất là ánh mắt cô Chi nhìn tôi lúc tôi bất chợt xuất hiện,
không thể là ánh mắt tự nhiên của một người hỏi ăn cơm tháng. Chắc hẳn Đường và cô phải có tình ý với nhau. Điều này làm tôi càng phân vân hơn, bởi mới hôm nào cô còn say đắm anh Long mà nay đã rẽ sang người khác. Đường cứ ngồi trố mắt trên giường khá lâu, anh mới gượng cười bảo tôi: Nhưng mà anh làm gì có tiền mà ăn cơm tháng. Để xóa bớt không khí khó chịu đang bao phủ, cô Chi làm bộ hỏi tôi: Tòng về thăm nhà có vui không? Hai bác với gia đình khỏe hả Tòng? Tôi chưa kịp nói gì thì có tiếng bà Tư từ ngoài bờ giếng: Chi ơi, ôm củi vào, mưa đến rồi. Cô đứng bật dậy chào Đường và tôi rồi lẻn nhanh ra ngoài. Tôi mở cái túi vải lôi ra chùm bánh gai đặt trước mặt Đường. Mẹ tôi có thói quen mỗi lần đi đâu về đều mua loại bánh này làm quà cho các con. Bây giờ tiễn tôi đi trọ học, mẹ tôi cũng dúi vào tay tôi một chục bánh gai gói trong lá chuối khô, thứ bánh mà tôi rất thích. Tôi mời Đường bắt chước câu nói của mẹ tôi: Ăn đi anh, bánh mới gói còn nóng đấy. Đường dĩ nhiên không khách sáo, anh giật một cái và hân hoan bóc ra ăn ngay. Tôi muốn anh ăn thoải mái nên cầm cuốn sách bỏ ra sân, tới chỗ ngồi thường lệ dưới gốc cây phượng đỏ. Cô Chi đang kéo nước ở bờ giếng liếc mắt nhìn tôi rất nhanh rồi ngượng ngùng quay ngay đi. Tôi sực nhớ ra ngày Đường mới đến cô đã tò mò hỏi tôi: Cái ông gì ở chung với em là ai vậy? Và tôi lúc đó chỉ sợ chú tôi biết nên đã hết lời năn nỉ cô đừng tiết lộ việc Đường sống chung với tôi. Tôi cũng không quên kể rõ lai lịch đáng thương của Đường, đồng thời ca ngợi Đường là người nghèo nhưng có chí lớn, mục đích để biện minh với cô về việc chứa chất Đường trong nhà mà không có phép của chú tôi. Chẳng ngờ những lời tán dương ấy lại làm cô Chi cảm động và để ý đến Đường. Thứ tình cảm bắt đầu bằng một sự thương hại. Tôi chạy vào phòng đếm 5 cái bánh gai mang ra biếu cô Chi để đền trả phần nào những chiếc bánh bông lan cô vẫn mua cho tôi hồi cô còn để ý đến anh Long. Nhưng cô lắc đầu từ chối. Tôi nói 2-3 lần cô mới bảo: Thôi, chị xin em một cái thôi, em giữ lấy mà ăn dần. Có mấy cái bánh mà bên em những cái hai người cơ mà. Anh Đường á, anh là võ sĩ, chắc ăn khỏe lắm đấy. Rõ ràng là cô bắt đầu lo lắng cho Đường, đúng như tôi đoán. Quả nhiên từ đó, Đường có những bữa ăn ngon hơn. Cô Chi đã quên hẳn anh Long để xoay tình cảm về phía Đường. Anh không chính thức đóng tiền cơm tháng vì anh làm gì có tiền mà đóng. Nhưng hầu như ngày nào cô Chi cũng lén mẹ lấy thức ăn bỏ vào cái nồi đồng nhỏ đặt ở bờ giếng. Đúng hẹn, Đường đi ra bưng vào. Ăn xong, anh vác nồi ra bờ giếng rửa sạch, úp lên cái rổ đúng vị trí cũ để trưa mai cô Chi sẽ lại âm thầm tiếp tế. Đường không giấu tôi nữa, mà anh muốn giấu cũng không được, bởi anh cần đến tôi. Hai người không thể công khai gặp nhau nên mỗi khi muốn nhắn điều gì, cô Chi hoặc Đường đều sai tôi làm trung gian. Đường rung đùi kể chuyện Hàn Tín ngày xưa lúc còn Hàn Vi xin cơm người thợ giặt, rồi khi công thành danh toại quay về trả ơn. Anh coi mình như một thứ Hàn Tín đang chờ thời để bước lên đài danh vọng. Tôi vui lấy cái vui đơn giản của anh, mặc dầu tôi suy nghĩ mãi vẫn không hình dung nổi nếu đậu xong mảnh bằng trung học để nhất cấp, anh sẽ làm gì để leo lên tới hàng tướng quốc như Hàn Tín. Cuộc tình của Đường và cô Chi kín đáo lắm, chỉ có mình tôi biết. Nhóm anh Long không hề mảy may ngờ vực, hay đúng hơn, họ chẳng thèm bận tâm đến bất cứ chuyện gì ngoài sách vở. Đường yêu đời hơn, thỉnh thoảng rủ tôi ra đầu ngõ, mỗi người làm một ly đậu đỏ hoặc một cốc kem dừa có sữa đặc và đậu phộng rác lên trên. Mỗi lần như thế, tôi đều liên tưởng đến cô Chi. Tôi đoán chắc cô đã xén bớt tiền trợ để cung phụng cho Đường. Và bỗng dưng tôi thấy tội nghiệp bà mẹ quanh năm vất vả, có đứa con gái hư mà không biết. Nhiều buổi sáng tôi ngồi dưới gốc cây phượng, thấy cô Chi thay áo mới xách giỏ đi chợ. Một lúc sau Đường cũng đạp xe ra cổng. Khu nhà này vừa chật chội vừa trống trải, mọi sinh hoạt riêng tư trong từng gia đình đều bị phơi bày ra trước mắt hàng xóm. Đường không có cách nào có thể nói chuyện riêng được với người yêu, cho nên anh đành phải theo cô ra chợ. Tôi thông cảm với Đường, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ thấy thương cho bà Tư bị con gái qua mặt mà không biết. Thời gian trôi nhanh, Đường chuẩn bị bút nghiên đi thi. Tôi hồi hộp không thua gì Đường, mà người hồi hộp hơn cả Đường lẫn tôi có lẽ là cô Chi. Trước ngày thi,
đáng lẽ phải ngồi ôn bài thì Đường lấy xe đạp đi từ lúc chập tối. Cô Chi cũng vắng nhà đến khuya mới về, làm bà Tư cằn nhằn mãi. Hôm đi xem niêm yết kết quả, tôi nhất định đòi theo Đường. Tôi thấy hàng trăm thí sinh chen chúc ở sân trường, kẻ nói cười người trầm tư, nhưng dù nói cười thì đôi mắt họ vẫn không giấu được vẻ đăm chiêu chờ đợi. Rồi từ văn phòng, một nhân viên bước ra quát mọi người tránh lối, để ông ta dán ba tờ giấy lên tấm bảng thông cáo màu xanh kê thật cao trên hè. Tức thì người ta chen lẫn xô đẩy nhau ùa tới. Đường vẫn đứng yên ở góc sân bên cạnh tôi. Hai tuần lễ đằng đẵng chờ kết quả, có lúc tôi thấy anh thật vui, rồi có khi lại thấy anh ngồi một mình ra chiều lo lắng lắm. Mấy lần tôi hỏi anh làm bài có khá không, anh đều gật đầu đáp gọn cũng được. Nhưng tôi vẫn thấy ngờ ngợ vì anh không tự tin lắm. Bây giờ đứng đây giữa những ồn ào của bao nhiêu thí sinh bên cạnh, anh điềm tĩnh như không, khiến tôi cảm tưởng vì đi thi đã quá nhiều lần, anh đã đánh mất cái háo hức của tuổi học trò. Hoặc như con chim đậu cành mềm, anh sợ cái giây phút linh thiêng phải ngước nhìn lên tờ danh sách để rồi khám phá ra bảng hổ chẳng để danh. Chung quanh Đường và tôi những khuôn mặt méo sạch rơm rớm nước mắt, chen lẫn những giọng cười hả hê sảng khoái. Nhiều người nhảy tưng tưng hò hét như sắp nổi cơn điên. Tao đậu rồi, tao đậu rồi, phen này tao có mobilet rồi. Một nhóm ba người hớn hở đi ngang trước mặt chúng tôi, lên tiếng bình phẩm. Mẹ cái thằng Triều học ngu như con bò mà cũng đậu bình thường. Tôi rục Đường lại xem, nhưng anh cứ đứng yên. Cả trăm thí sinh đang lao sao trong sân trường không ai quen được, bởi Đường quá lớn tuổi so với họ, lại tự học tại nhà. Bạn bè cùng lớp của Đường thì hoặc đang chuẩn bị thi tú tài như anh Long, hoặc đã bỏ cuộc từ 3 năm trước, chẳng còn ai can đảm bám lấy con đường khoa cử một cách muộn màng như Đường. Dân di cư vốn đã nghèo, xã từ đất Bắc, mang theo hai bàn tay trắng, huống chi lại bơ vơ không thân thích như Đường, làm sao theo đuổi nổi trường lớp đến nơi đến chốn. Tôi nhớ có lần Đường vui miệng kể với anh Long là gia đình Đường vốn xuất thân nghề nông, cả làng ít ai học được bởi trường làng chỉ có đến lớp 3. Những gia đình tương đối khá giả hoặc có tham vọng vươn lên như bố mẹ Đường thì mới nghĩ đến việc gửi con ra tỉnh cho trọ học. Và cũng nhờ thế Đường xuống Hà Nội vào Nam dễ dàng, trong khi cả gia đình kẹt lại vì Đường đi bị kiểm soát. Anh cười nửa đùa nửa thật bảo: làng tao không có đất phát về chữ nghĩa, bố tao bảo thế, nhưng mà bố tao muốn cãi số trời cho nên mới bắt tao đi học. Mấy chục gia đình làng tao vào đây đều rủ nhau xuống cái sắn làm ruộng cả. Đường đổ tội cho bố muốn cải số, nhưng thật ra hình như chính anh là người muốn thoát khỏi cái nghề nông vất vả từ mấy đời của gia đình anh để vươn lên một chỗ đứng nào đó mà anh cho là cao sang hơn, chẳng hạn như giáo viên tiểu học trường công. Giấc mộng ấy phải nói là quá khiêm tốn, thế mà không hy vọng gì Đường sẽ đạt được dù anh hết sức bền chí. Chờ sân trường vắng bớt, Đường mới kéo tôi từ từ tiến lại phía bảng thông cáo. Tôi thấy hồi hộp như chính tôi đi thi. Đường dưới người lên, mở to mắt tìm vần chương, rồi mặt cứ tái dần, lại không có tên anh. Anh thở dài một tiếng não nuột, lặng lặng quay lại gốc cây mở khóa xe. Anh dắt xe ra cổng, không nói với tôi lời nào. Tôi cũng im lặng bước theo, mênh mang buồn như đang dự đám tang. Đường đứng tần ngần một lúc rồi quay vào nhìn bảng thông cáo một lần nữa, mong manh hy vọng rằng mình chưa dò kỹ. Mấy ngón tay anh thò hẳn vào bám lấy tấm mắt lưới che tấm bảng xanh. Anh kiễm chân lên và chố mắt kiểm lại từng cái tên từ vần A đến vần Y, nhưng dĩ nhiên chẳng bao giờ tìm được ba chữ Trương Văn Đường. Anh cúi nhìn tôi gượng cười rồi dắt xe ra. Ở ngay phía ngoài cổng, một cậu học sinh nhỏ nhắn ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc tấm tức bên cạnh chiếc xe đạp lật ngang, cả hai bánh vẫn còn đang quay nhẹ nhẹ. Về đến nhà, suốt buổi chiều Đường ngồi thừ không nói lời nào. Anh Long và bạn bè kéo sang Hà Nội. Trong nhóm ba người ở chung với anh Long có anh Oánh, cũng vừa thi với Đường và đậu hạng bình. Điều này càng làm cho Đường tủi thân. Anh Long bảo Đường: thôi làm lại khóa 2. Đường im lặng không đáp. Oánh rủ Đường và cả bọn ra quán hủ tiếu đầu đường để ăn mừng thi đậu. Đường cũng lắc đầu từ chối. Cô Chi đang múc nước ở bờ giếng liếc mắt trông vào, làm hiệu gọi tôi ra hỏi thăm.
cô lặng người khi nghe tôi thông báo bản tin sét đánh. Tôi thấy mặt cô đanh lại và hai tay run run xách thùng nước đổ vào cái phi bên cạnh, bắn tung cả ra ngoài. Chắc hẳn cô đang giận Đường vì bao nhiêu công lao tiền bạc và thức ăn cô đã lén lút cung cấp cho Đường mà Đường vẫn chẳng nên cơm cháo gì phụ lòng mong mỏi của cô. Cô buột miệng bảo tôi: "Người gì mà rốt đặc cắn mai thế không biết." Tôi đang tội nghiệp cô bỗng bực mình vì câu nói tàn nhẫn, vội quay bước vào phòng. Nhóm anh Long vẫn đang ồn ào nói chuyện bên cạnh Đường. Anh Long bảo Đường: "Thằng Oánh nó thi đậu rồi, ngày mai nó sẽ về với gia đình. Như vậy tức là bên tao trống một chỗ. Mày ôm sách vở sang bên đấy với tao, chuẩn bị thi khóa 2. Mày yếu môn nào thì tao chỉ cho." Đường cười buồn: "Cảm ơn mày, tao nản quá rồi, tao không thi nữa đâu." Cả phòng im lặng ngậm ngùi sau câu nói chán chường của Đường. Tôi thấy anh Long đã toan bước ra, bỗng lại dừng chân và bảo Đường: "Quên chưa kể với mày, thằng Toàn bị tống vào trại tế bần rồi. Mày còn nhớ thằng Toàn không?" Lúc đó tôi chẳng biết trại tế bần là chỗ nào nên không hiểu anh Long định nói gì. 1-2 năm sau tôi mới khám phá ra trại tế bần là nơi chính phủ thời đại nhất Cộng Hòa nhốt du đảng để giáo dục. Rồi từ trại này những thanh niên lầm lỡ đó sẽ được chuyển đi làm than ở công trường nông sơn trước khi trả về cho gia đình. Có lẽ anh Long sợ Đường vì quá thất trí sẽ lao vào con đường du đãng, cho nên mới đem câu chuyện anh chàng Toàn nào đó ra kể. Nhưng Đường trả lời ngay: "Bỏ thằng đó vào trại tế bần là đúng rồi, oan ức gì nữa, để ở ngoài nó phá làng phá xóm." Anh Long hài lòng vỗ vai Đường: "Thôi mày nghỉ 1-2 ngày đi đã, rồi muốn định thế nào tùy mày." Bạn bè hỗ trợ đến thế mà Đường vẫn chẳng ở lại. Tôi cũng năn nỉ nhưng Đường vẫn thu xếp hành trang, cảm ơn tôi và ra đi, không luyến điều gì đến giấc mộng hàn tín nữa. Tôi thấy căn phòng tự dưng trống vắng thanh thang. Tôi nhớ Đường tha thiết, những ngày kế tiếp thỉnh thoảng ra bờ giếng gặp cô Chi. Tôi gợi hỏi tin tức của Đường, chỉ thấy cô bĩu môi đáp gọn: "Đi đâu thì đi chờ khuất mắt, đầy trả tiếc." Qua câu nói ngắn ngủi ấy, tôi thấy rõ cô oán hận Đường lắm. Chỉ tiếc rằng ngày ấy tôi chưa đủ thông minh để hiểu rằng khi người con gái còn oán hận, tức là còn yêu thương. Không biết điều đó cho nên tôi cứ thương Đường mà trách cô Chi nặng lời với người bạn lớn tuổi của tôi. Năm sau đến lượt tôi đi thi, không ngờ lại gặp Đường. Tôi mừng lắm, tưởng anh bỏ cuộc rồi, hóa ra vẫn chưa dứt được nợ đèn sách. Anh nắm tay tôi gượng cười: "Lần này là lần cuối, rớt nữa thì là đốt hết sách." Tôi can một câu ngây ngô: "Ấy, đừng đốt anh, đem ra lề đường Lê Văn Duyệt bán lại lấy tiền đi xin anh." Năm ấy Đường lại trượt, tôi đề nghị anh bỏ thi trung học chuẩn bị luôn bằng tú tài, biết đâu chẳng gặp may có đường tiến thân. Nhưng rõ ràng anh đã mất hết niềm tin ở khả năng của chính mình. Tôi nhớ mãi lời Long nhận xét về Đường: "Nó bị thằng võ sĩ Miên đấm vào mặt nhiều quá, bây giờ mất hết trí nhớ." Tôi thấy Long nói đúng và tôi tin đó là lý do mà Đường cứ thi rớt mãi. Lúc chia tay, Đường bùi ngùi hỏi tôi: "Bà Tư còn ở đó không em?" Tôi mở to mắt nhìn Đường, tôi biết anh muốn nói đến cô Chi, chứ bà Tư thì có liên hệ gì mà anh phải bận tâm. Tôi gật đầu: "Còn anh?" Đường lại hỏi: "Vẫn nấu cơm tháng đấy chứ?" Tôi đáp: "Vâng, thì em vẫn ăn cơm bên đấy." Trầm ngâm một lúc, Đường thú nhận: "Em có nghe chị Chi nhắc gì đến anh không?" Tôi thành thật đáp: "Có, lâu rồi em có hỏi thăm anh, chị ấy bực mình bảo anh đi đâu thì đi cho khuất mắt, có lẽ chị ấy giận anh." Đường thở dài kể lể: "Giận là phải, cả năm nay anh không liên lạc. Năm ngoái lúc thi rớt anh xấu hổ với cô ấy nên bỏ đi, chẳng nói với cô ấy một lời nào. Anh đành chịu mang tiếng là vô ơn bạc nghĩa, nhưng thật tình anh chẳng còn mặt mũi nào gặp lại cô ấy nữa. Anh thú thật với em là anh có hứa, nếu thi đậu anh sẽ cưới Chi làm vợ. Năm nay anh đi thi lần cuối cùng cũng chỉ vì Chi. Giả như trời thương cho anh đậu thì anh sẽ quay lại tìm cô ấy đúng như lời anh đã hứa. Nhưng không may anh lại rớt, thôi thì kể như không có duyên nợ với nhau. Em về gặp Chi, em nói hộ anh là anh có lời xin lỗi và từ biệt."
Giọng Đường run run cảm xúc làm tôi cũng xúc động theo. Bây giờ tôi mới hiểu được thái độ của cô Chi, và không trách cô đã có những lời tàn nhẫn đối với Đường. Hay nói đúng hơn, Đường mới là kẻ đáng trách, vì đã đột ngột cắt đứt mọi hy vọng của cô hàng xóm hơn tôi 2 tuổi. Đường bắt tay tôi leo lên xe, uể oải đạp ra con lộ chính. Tôi chẳng biết anh đi đâu và sẽ làm gì trong những ngày sắp tới. Tôi dự định sẽ nói hết với cô Chi những lời nhắn gửi của Đường hôm nay. Và nếu cô còn muốn gặp Đường, tôi nghĩ chỉ có cách là mò đến võ đường, nơi Đường huấn luyện mỗi tuần 2 buổi, may ra mới tìm ra manh mối. Cuối mùa hè năm ấy, chú tôi lấy lại nhà. Ông quyết định không cho thuê nữa mà bán đứt từng căn nhỏ, nghĩa là ai đang thuê có thể mua lại với giá tương đối rẻ, ai không mua nổi thì ông cho tạm trú miễn phí thêm 6 tháng để tìm nhà khác rồi thuyên chuyển. Anh Long và bạn bè đều dọn ra, mỗi người mỗi nơi. Mẹ con bà Tư trông bề ngoài vất vả quanh năm, thế mà lại có tiền mua luôn cả 2 phòng kế cận, phá vách ra cho rộng, sửa sang lại thành căn nhà khang trang nhất xóm. Tôi có nghe các bà nói với nhau: nhà có con gái lớn cần phải có tí bề ngoài, có chỗ ngồi tiếp khách cho nó lịch sự thì mới mong con nó lấy chồng khá được. Tôi thốt nhớ đến Đường và càng tội nghiệp cho cô Chi. Tôi ghé chào cô lần chót để trở về với gia đình. Hôm ấy không có bà Tư ở nhà, một mình cô đang khâu lại mấy tấm màn cửa sổ. Cô buông kim chỉ, đứng dậy rót nước mời tôi và suýt xoa khen tôi học giỏi, thi một lần đã đậu ngay. Rồi nhân tiện cô nói bóng gió: chả bù với người khác, 5 lần 7 lượt thì vẫn trượt vào chuối. Tôi biết cô vẫn còn nhớ tới Đường, và điều này làm lòng tôi bỗng dưng phiền muộn. Nhớ hôm gặp Đường lần cuối ở sân trường, tôi trở về kể hết cho cô Chi nghe những lời anh nhắn. Cô đã ngồi bệt xuống góc nhà và ấm khóc mãi. Tôi chẳng biết an ủi thế nào, chỉ ngồi buồn ở bàn ăn nhìn cô nức nở. Tôi thoáng nghĩ, mai kia khi trưởng thành có ý định lấy vợ thì tôi cũng chỉ mong gặp được một người như cô Chi là mãn nguyện lắm rồi. Niềm đau mất Đường chưa vơi thì hôm nay cô lại thêm nỗi sầu khác là nhìn quanh thấy chẳng còn ai thân. Đám anh Long ăn cơm tháng tuy chỉ là khách trọ nhưng gần gũi lâu ngày cũng nảy nở tình thân như một đại gia đình. Bây giờ họ đã bỏ đi, lại còn tôi, người cuối cùng vẫn coi là gắn bó nhất với cô, mà cô coi như đứa em trong nhà, cũng không thể ở lại bên cô, khiến cô đột ngột cảm thấy nỗi cô đơn vây chặt lấy mình. Cô tiến tôi ra tận cổng, nắm bàn tay tôi và tha thiết nói: em trông lớn quá, mới hôm nào mà nay đã cao hơn chị rồi. Này, thỉnh thoảng em nhớ ghé lại chơi nhé. Em đi rồi chắc chị nhớ lắm đấy. Giọng Chi đầy nước mắt, nghẹn ngào như trong buổi tiễn biệt một đi không trở lại. Tôi cứ nắm lấy tay Chi, chan hòa những cảm giác mới mẻ lần đầu tiên đến với tuổi mới lớn của tôi. Chi hơn tôi chưa đầy 2 tuổi, nhưng cứ quen miệng gọi tôi bằng em. Tôi nhìn Chi gật đầu, cô buông tay tôi ra, rồi chẳng ai bảo ai, cùng bịn rịn tiến lại gốc cây phượng mà đang mùa nở rực rỡ. Nơi đây tôi từng ngồi học bài hoặc len lén đọc tiểu thuyết suốt 2 mùa hè, thả hồn mơ theo những giấc mộng đơn sơ của tuổi trẻ. Cũng nơi đây mỗi buổi trưa nắng hắt từ mái tôn xuống, tôi thường ngồi tựa gốc cây đón chút gió mát, lắng nghe những bài hành khúc thanh bình của miền Nam thời đó phát ra từ cái radio cũ kỹ bên nhà hàng xóm. Cái bờ giếng kia nơi Chi ngày ngày ngồi kiên nhẫn vo gạo thổi cơm hoặc giặt từng thau quần áo, bây giờ tôi sắp phải chia tay, đẩy lùi lại sau lưng tất cả những hình ảnh đó. Chi giơ tay ngắt một chùm hoa phượng rồi bâng khuâng hỏi tôi: Tòng có gặp lại anh Long không? Tôi nhìn Chi ngờ ngợ hỏi lại: chị hỏi anh Long hay là chị hỏi anh Đường? Chi cười buồn: chị hỏi cho có chuyện thôi, chứ anh Long hay anh Đường thì cũng chẳng ăn thua gì đến chị nữa. Có điều tự dưng chị thấy nhớ, vì thời gian đi nhanh quá. Các anh ấy lớn cả rồi, chắc mỗi người đều có cuộc sống riêng, không dễ gì gặp lại. Chỉ còn một mình em là còn nhỏ. Này, lâu lâu nhớ ghé thăm chị ấy nhé. Tôi bùi ngùi gật đầu rồi đẩy xe đạp ra cổng, lòng nao nao buồn vì mình đã lớn, đã học đệ tam, tức là lớp 10, đã cao hơn Chi, mà Chi vẫn coi tôi như đứa em nhỏ. Hứa với Chi là thỉnh thoảng ghé thăm, thế mà cả năm sau tôi mới có dịp trở lại xóm cũ. Quang cảnh hôm nay thay đổi nhiều, những căn nhà vách gỗ mái tôn không còn nữa, tất cả đều được xây dựng lại,
phô diễn cái vẻ bề ngoài rất khang trang. Cây phượng vẫn còn đó, nhưng cái giếng cũ giữa sân giờ đây đã được gắn máy bơm, dân cư không còn phải quăng cái thùng dây xuống kéo nước nữa. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là căn nhà rộng chiều ngang của bà Tư đã trở thành quán cà phê, khách khứa vào ra tấp nập. Nhà chỉ có hai mẹ con mà lúc nào cũng giỏi xoay sở. Nhóm anh Long và tôi bỏ đi, chi không còn khách nấu cơm tháng, lập tức đổi ngay sang nghề khác. Buổi chiều hôm ấy lúc tôi bước vào, chi đang đứng sau quầy tính tiền, tròn mắt nhìn tôi suýt kêu lên. Năm nay chi đã 20, nghề bán quán đòi chi phải ăn diện và trang điểm trau chuốt hơn. Tôi giật mình một cách thích thú vì chi đẹp hẳn ra, thân hình hơi đẫy một chút, càng làm tăng vẻ lôi cuốn. Tôi tiến lại quầy làm bộ nghiêm mặt nói: "Bà chủ cho tôi hỏi thăm, đây có phải là nhà bà Tư không ạ?" Chi cười rạng rỡ, buông cái khăn lau tách và lườm tôi trách: "Trời ơi, sao không đi luôn đi, còn mò vào đây làm gì nữa, mất tâm mất tích cả năm trời." Rồi chi bỏ quầy ra bàn ngồi với tôi. Bao nhiêu cặp mắt trong quán đều chăm chú nhìn theo, làm tôi ngượng nghịu cúi đầu ngó xuống chân. Chi quay vào phía trong gọi người làm pha cà phê cho tôi, rồi mở đầu câu chuyện bằng cách nhắc lại lời trách cứ lúc nãy, rằng tôi không chịu thường xuyên ghé thăm chi. Tôi lấy cớ bận học thi nên ít khi ra khỏi nhà. Hai chữ học thi hình như làm chi thoáng nhớ lại quãng thời gian mấy năm trước có anh Long và Đường từng làm sao xuyến lòng chi, nên chi bất giác thở dài. Câu chuyện miên man kéo mãi đến tối, chi rủ tôi ở lại ăn cơm, và lần đầu tiên tôi để ý thấy chi không gọi tôi bằng em nữa, chỉ xưng tên hoặc nói trống không. Như thế cũng phải, bởi tôi đã lớn, lại chỉ thua chi chưa tới 2 tuổi. Có lấy chi làm vợ cũng xứng với cái câu gái hơn 2, trai hơn 1 mà các cụ thường nói. Bà Tư gặp lại tôi cũng mừng lắm, tiếp tôi bằng mối tình thân có pha chút hãnh diện của một người từ hai bàn tay trắng gây dựng được sự nghiệp, dù rằng sự nghiệp ấy so với thiên hạ chả thấm vào đâu. Trong bữa cơm tối thịnh soạn, bà bảo tôi: "Nhà neo người quá cậu ạ. Quanh quẩn thì chỉ có hai mẹ con thôi, chứ giá như mà thêm người phụ với con chi thì chỉ độ 1-2 năm nữa là có của ăn của để." Nói xong bà nhìn tôi như dò xét. Chi cũng nhìn tôi, nhưng tôi chẳng biết nên phản ứng thế nào. Bất giác tôi nghĩ đến Đường và lòng nao nao tội nghiệp. Chỉ vì thi rớt mà anh không muốn gặp lại Chi lần nào nữa. Ngày còn ở với tôi, Đường thèm một tách cà phê mà không có tiền mua. Bây giờ Chi có cả một tiệm cà phê thì Đường không dám trở lại. Mấy năm sau, tôi tình cờ thấy anh Long trước cửa rạp Đại Nam trên đường Trần Hưng Đạo. Tôi nhớ mãi hôm ấy, buổi chiều nhá nhem tối, anh mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt xanh đậm, tay ôm cặp da đen, đứng bên cột đèn gần ngã tư. Trước mặt anh là một chiếc xích lô đạp đậu sát lề, người phu xe vẫn ngồi trên yên, quay nghiêng sang nói chuyện với anh. Tôi đoán là anh Long đang trả giá cho quãng đường từ rạp hát về nhà. Tôi biết anh vừa tốt nghiệp đại học sư phạm, ban ngày dạy trường công, buổi tối mở thêm lớp luyện thi tú tài. Hồi mới lên đại học, tôi có ghé thăm anh và mượn anh ít sách vở anh không dùng nữa. Từ bên này đường, tôi mừng quá, băng nhanh qua và giơ tay với anh Long. Nhưng khi tới gần, tôi muốn khựng lại vì giật mình nhận ra cái người phu xe gân guốc và đen sạm trước mặt anh Long chính là Đường.